nhá. Chín rồi. Nó vẫn cứng này nhưng mà thơm các bạn ạ. Đấy nhá. Ôi thơm lắm. Đấy nhá, quả mít đây nhá các bạn nhá. Quả mít Thái đấy. Sau khi vặt ngoài vườn vào. Ôi thơm lắm. Lật đây xem nào. Đấy, ôi. Quả này hơi bị siêu nặng đấy. Mang mai cân thử ra. Cân thử ra xem. Nhìn rất là ngon nhá. Quả này. Úi xưa ôi. Quả mít khủng luôn. Đấy nhá, cân thử cho các bạn nhá. Nhìn hết mít rồi. Rồi, đã lên ra. Rồi, đã lên ra. Úi, 7 cân 4, gần 8 cân. Quả mít này gần 8 cân nhá. Đấy, bây giờ tiến hành bổ thôi. Ui, mít Thái đấy các bạn ạ. Đây quả đầu tiên đấy. Và cây này. Đẹp lắm, cây. Ui, quá ngon luôn. Tiến hành bắt đầu bổ nhá. Sao lại bổ thế, tưởng bổ đôi. Thơm lắm các bạn. Mít Thái thì nó không chín bụp bụp như mít ta mình đâu. Úi xùi. Tuyệt vời nhá. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Nửa này. Đấy ra. Thối mất một ít các bạn ạ. Hôm nay cũng quên mang cái lá để ấy rồi. Đấy nhựa. Rồi cho nó nửa này. Ui, ngon quá. Tuyệt vời, thơm nức mũi luôn. Thơm nức mũi luôn cả nhà. Đấy, lúc nãy một nửa mình đem cho rồi nhá. Quả to quá ăn không hết. Đây còn để nửa ăn. Mít Thái này thì theo mình được biết thì nó có cái đặc biệt là chúng ta cứ bóc múi xong rồi cho vào tùy lòng vào bóng kín xong là cho vào tủ lạnh. Cho từng túi nhỏ một, cho vào một túi thức ăn đấy, bằng thức ăn, và cho một túi nhỏ một thế xong là mỗi túi một ít, thế là mỗi lần ăn là bỏ hẳn một túi ra, thì có thể mình thấy có thể để được cả tuần, mà muối mít nó vẫn không sao, không bị thâm, không bị nẫu như mít ta. Mít ta mà để tủ lạnh nó mít chín rồi để 2 hôm là nó thâm thì này. Ăn không ăn nổi luôn. Nhưng mà mít Thái này rất là sướng. Thơm. Thơm lắm các bạn. Mít này lúc mình mua giống thì người ta thấy người ta bảo đây là mít Thái siêu trái nhá. Đúng, siêu trái này, nhưng mà mình thấy nó được vài quả cây còn bé. Cây nhà mình nó còn bé mình trồng ở chỗ nó ướm. Quả mà nó không to, tóm lại là phải chăm sóc, không có chăm sóc để nó mọc tự nhiên. Được khoảng 3 năm rồi. Quá ngon luôn các bạn. Thấy ngoài thị trường người ta bảo đắt lắm, mít này đắt lắm, mấy chục nghìn một cân, nhưng mình chỉ để chén. Vàng ươm đỏ au luôn. Sờ. Cái này thơm sâu rồi. Thơm rất là sâu. Mít này đặc biệt cái là ăn xong là đây mùi ngon lắm các bạn. Thử mũi xem nhé. Cái này là cứ để trong tủ lạnh xong bỏ ra các bạn, bỏ ra ăn là, ăn xong là tay vẫn làm việc được, không dính tay luôn. Đấy,
luôn cả cái sơ. Ngọt thơm quá tuyệt vời luôn, quá xuất sắc luôn. Mì này mà trái vụ thì đảm bảo với các bạn là giá cực đắt luôn. Nhưng ở đây quả này là mình của mình là nó chín đang, bây giờ là đang mùa hè. Mùa hè đang là mùa mít ta nên khả năng nó không có giá lắm. Nhưng mà ăn vẫn ngon. Mình vẫn thích. Thích mít này. Đây nhá. Múi rất là dày. Dày ráo. Không có một tí nước này chảy ra. Ăn xong tay vẫn đi làm việc được. Không phải đi rửa tay nhá. Đây nửa kia bị thối rồi. Ngon. Ngọt. Quá ngọt. Nói xuất sắc. Đấy, tay giáo hoành luôn, không có bị sơ gì chiếc gì nhá, không có ướt yếc gì cả. Cái này mà có chăm được, tưới nước đều, quả nó sẽ tròn, sẽ đẹp. Đây mình chả tưới được, chả tưới tắm thì phân do sẽ có dài, nó chỉ đạt được thế này thôi. Này đã là tuyệt vời lắm, có mít ăn không phải mua giống cây giống này. Mình nhớ cách đây 3 năm mình mua những cây giống đâu 70.000 cây bằng ngón tay 70.000. Ngọt lắm, ăn sướng. Ở nhà quê là bổ mít là hay có cái lá dục dọc mùng hoặc lá mướp để lấy nhựa. Đây mình mang mít ra thành phố rồi cho nên là phải lấy cái túi bóng. Đấy, ngon lắm. Quả mít này lúc nãy là được hơn 7 cân nhé. Đẹp chưa, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Màu đẹp mãn luôn. Đây mình gọt để cất nhá. Gọt được cái đất đút tủ lạnh nhưng mình không bóc hẳn ra. Để này cho nó vẫn còn cái lớp vỏ thì nó vẫn giữ được. Nó tươi. Còn bây giờ là mình tiến hành mình gọt bên kia để mình cất tủ lạnh nhá. Mình xin kết thúc video ở đây. Mọi người xem video bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn nhá. Chào cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn mít Thái siêu ngon nhá. Nó vẫn cứng này nhưng mà thơm các bạn. Đấy nhá. Ôi thơm lắm.